Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của ChuSmart. Các bạn có thể thấy trên điện thoại của mình đây đang là hình nền của Theo Anna với cái tên của mình đây, nhìn rất đẹp đúng không nào? Chắc hẳn nhiều bạn đang thắc mắc rằng để làm một cái ảnh như vậy chúng ta sẽ phải học Photoshop rất là nhiều và làm rất là nhiều công đoạn đúng không nào? Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giúp chúng ta có thể tạo ảnh nền, hình nền điện thoại, avatar, ảnh bìa mang phong cách Liên Quân hay là những cái tựa game như là PUBG Mobile theo tên của các bạn nhé. Và cách làm như thế nào thì chúng ta bắt đầu video ngay thôi nào. Ok, thì đầu tiên các bạn cần mở Safari cho mình lên. Và các bạn hãy truy cập cho mình trang web ePhoto. Đây. Thì cái link của trang web này mình sẽ để luôn dưới phần comment đầu tiên nhá. Cho bạn nào lười các bạn có thể xuống truy cập vào luôn. Thì ở cái trang web này nó sẽ giúp chúng ta tạo được những cái rất hình nền cũng như là avatar nhìn rất là nhiều. Đó, ở đây. Thì chủ đề chính của hôm nay chúng ta làm đó chính là chúng ta sẽ làm về game. Thì các bạn có thể vào cho mình cái phần ba gạch ở đây nhá. Đấy, ở đây có cái phần là hiệu ứng game này. Các bạn bấm vào. Thì khi này chúng ta sẽ có rất là nhiều cái mục chúng ta lựa chọn. Như là làm banner YouTube mang phong cách là CF Mobile này. Hay là làm banner YouTube kiểu PUBG Mobile. Đó. Đấy, ảnh bìa, Yasuo, Hasagi các thứ có rất là nhiều. Đấy, ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ làm một cái ảnh nền điện thoại theo Liên Quân Mobile đi. Thì đây tựa game chúng ta chơi rất là nhiều trên mobile mà. Thì mình tìm thấy cái Liên Quân Mobile đấy rồi, mình sẽ chọn nào nhá. Đó. Thì ở dưới này chúng ta sẽ có danh sách các vị tướng mà chúng ta chơi. Thì bạn nào best vị tướng nào thì chúng ta có thể chơi vị tướng đó. Thì ở đây mình có đang chơi con Theo Anna thì mình sẽ gọi Theo Anna ở đây. Đấy, mình sẽ chọn một cái hình nền phù hợp với mình nhất. Thì mình sẽ chọn Theo Anna 4 ở đây. Rồi, khi này mình sẽ nhập chữ. Khi này chúng ta sẽ nhập cái chữ mà chúng ta muốn khó hiển thị trên ảnh của chúng ta. Như là tên nhân vật này hay là tên người yêu chẳng hạn. Thì mình sẽ nhập tên nhân vật mình đang chơi trong đó vào. Bạn nào mà thấy tên nhân vật này ở trong Liên Quân thì các bạn tha mạng cho mình nhá. Bởi vì mình chơi cũng khá là gà mà. Đấy, sau khi chúng ta tạo ảnh xong thì các bạn chỉ việc bấm vào tải ảnh này. Đó. Đối với những bạn Android chúng ta sẽ tải được luôn. Còn đối với những bạn iOS thì chúng ta sẽ phải dí vào ảnh một lúc. Đây, chúng ta sẽ hiển thị lưu hình ảnh. Rồi, mình đã lưu ảnh về rồi. Thì khi này công việc chúng ta rất là dễ dàng thôi. Chúng ta mở ảnh lên. Và khi này cái ảnh chúng ta đã tạo đã lưu trong máy rồi. Thì khi này chúng ta chỉ việc bấm vào cái hình nền đây. Và dùng làm hình nền. Đấy, căn chỉnh làm sao cho nó phù hợp nhất luôn. Rồi, đấy. Các bạn có thể thấy là skin Theo Anna mới. Mà mình cũng không biết là skin Theo Anna gì. Thì trên trong web mà chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái mục khác. Thì mình sẽ tạo thêm nhá. Ở đây mình sẽ kéo xuống đi. Đây là làm ảnh bìa Facebook kiểu PUBG Mobile. Mình sẽ thử luôn. Đây là một tựa game mà cũng có rất là nhiều bạn đang chơi. À, cái ảnh này chúng ta sẽ không được tạo mẫu. Thì mình sẽ chọn cái khác nhá. Để tạo cover Liên Quân. Đó, đây là tướng con voi. Mình không biết đây là tướng gì. Cái này có vẻ đẹp này. Mình sẽ nhập tên của mình vào đây. Đó, các bạn có thể thấy ảnh của mình đã tạo xong rồi. Rất là đơn giản mà tiện lợi. Chúng ta không cần phải sử dụng app Photoshop hay là những cái app gì khác. Mà chúng ta vẫn có thể tạo những cái ảnh cực kỳ đẹp và độc lạ. Đó, mình sẽ lưu lại. Rồi, mình sẽ kiểm tra xem ảnh của mình đã có thế nhá. Rồi, ở đây. Đấy, các bạn có thể thấy căn chỉnh đúng chuẩn mẫu của ảnh bìa Facebook luôn. Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ tới các bạn một trang web giúp chúng ta có thể tạo những hình nền điện thoại, avatar Facebook hoặc là ảnh bìa mang phong cách POPG hoặc là Liên Quân mang tên của chúng ta. Nếu các bạn còn trang web nào hay hơn thì các bạn có thể comment xuống bên dưới nhé. Còn nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của ChuSmart. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.